ngoái cái dễ dễ ngoái thì chuẩn bị đai nè, đây à. Dạ khô. Ủa chú đẹp không? Vậy mình bỏ luôn cái lạc ở trong được không anh, mình quấn luôn. Để dễ dễ dễ. Bỏ lại cho nó khô nó đông. Nó đông mà để khô kẹp cho em luôn. Khô thì khó nói. Công đoạn khó nhất của anh gì? Anh nắm hai cộng một lần luôn thử. Cố làm gì đấy vậy? Dạ. Cô mình nó quay vòng vòng chứ đâu thì phải. Thì con này có quay vòng vòng mà. Thì để coi chứ coi ba con cuốn thế nào rồi chút nữa. Cái lúc này ba mày xấu, mày đừng có quay ba mày mất mặt ba mày. Nãy giờ quay vòng vòng á. Vòng vòng mà ngồi chỗ quay vòng vòng mới ghê. Ủa, xoay. Bỏ tay cái chỗ này nè. Chỗ này giữ cái đầu luôn á. Giữ cái đầu luôn. Mỗi người gói mỗi kiểu. Không đụng hàng luôn. Anh Thanh là không cần khuôn luôn hả? Không. Chị không cần khuôn đâu nè, nhưng mà mỗi người mỗi kiểu. Mấy chục năm kinh nghiệm. Nếp là nếp đậu xanh với lạc là 800, còn thịt heo nhà lá dừa, heo nhà lá dừa. Dạ. Nó tên Minh luôn hả? Ân. Minh Ân. Bự hơn mọi người á. Cuốn tùm lum tá la. Cái này hồi nãy gói bằng mắt rẻ. Đó, nhìn anh Thanh chuyên nghiệp vô. Quay vòng tròn luôn. Đúng rồi đó. Quay cái quan trọng là cái khâu cột lá. Cột quay cũng được. Ồ, nhiên còn chế khuôn mà lấy kinh ra nữa không? vuông đúng luôn á. Thấy không? Vuông đúng luôn mà biết nha, chất lượng đấy. Bánh em bự hơn mọi người. Rồi. Không nhờ anh Thanh là chết ngắt hết rồi, coi ảnh gói được tới như đây là. Ở đâu nữa? À đằng sau lưng ảnh nữa kìa. Đó. Chết ngắt luôn. Bốn cái bánh là bánh dẹp. Đây bốn bánh dẹp chứ không phải bánh chắc của mình. Em bé là vậy chứ gói là chàng cũng được 1, 2, 3, 4, 5 cặp rồi chứ bộ. Anh ơi chắc cái đó xong để được rồi anh ha. Hả? Để em có bánh tét nha. Sao có bánh chắc vậy? Dạ, thôi để anh đi về đi chứ vợ anh kêu rồi, ngại đó. Quá. Anh kêu đó. Nãy em mới nghe điện thoại gì đó. Hàng xóm. Ôi hàng xóm. Hàng xóm kêu nhậu. Thôi giờ thôi đi về nhậu đi anh ơi. Đi, phải quá đi, quá đi, chậm tí đỡ mấy nó. Ngại cái gì đâu. Đi sắp nồi còn đấu không kịp đâu. Ồ cái đó vậy phải thêm một cái nữa cho đủ cặp hả anh? Anh quấn cái lá anh. Trời ơi cuối cùng cũng xong ông ơi. Cái này ê mà nhóm 12 giờ khui được không ta? Bên đây nấu cái gì vậy? Đang đuổi vậy. Cái này cái gì vậy bé Hương? Đây thịt dư. May phước là mình xào bơ là gì đó chứ đến giờ này mới quăng một cái bánh tét cuối cùng vô cũng được 6-7 cái bánh. Bây giờ là gần 11 giờ. Bánh chưng sắp sửa vớt. Bây giờ nó đun than không mà nó không có cho củ gì nữa.
quay phim. À, mở sòng bầu cua. Rồi sao 11 giờ đó Biên? Có giấc vậy? Hay là đợi 11 giờ? Anh hạnh hết cái đóng bát đó là cuốn ông 4 cho mình sợ. Ông 3 nó bóng bóng đi. Bé Hương vẫn còn đang sạn đồ. Sạn đồ cho vô bao thư. Ơ quên bao lì xì. Trời ơi cho 500 luôn hả? Ngon vậy? Em ơi, giờ hên xui nè. Hên xui nè, hên xui nè. Lấy cái này miếng nha. Hên xui. Minh Thi đi vô ngủ con. Trời ơi, giờ này còn hẹn bạn trai nữa con. Đi chơi hết con. Trời ơi, chú dễ nữa. Mặc đồ bảnh tỏn nha con. Không về ngủ đi. Không anh đi, con đi trước ông bà. Con đi trước ông bà. Ồ ok. Mấy giờ mới rước? Mấy giờ mới rước con? 3 giờ đang đi. Bây giờ đang đi hả? Thử chưa hả? Thử cho chín chưa hả? Ờ, thử sao. Ủa sao chị bỏ cho nước lạnh vậy? Ủa sao bỏ cho nước lạnh nè? Người ta hướng dẫn vậy đó. Mình không có biết gì hết. Mình không bao giờ làm cái khâu nấu này là mình không bao giờ làm. Cái bánh tét biết ra làm sao rồi. Trời bánh tét kìa nó tà lưa luôn rồi. Tét gì mà giống chả vậy trời. Ờ cái này của mình hết á. Cái bánh trên trên cùng là của mình. Ờ lấy bánh là của tao không vậy? Để nằm trên mà bánh đặc biệt mà. Bánh đặc biệt á chưa? Người đặc biệt rồi. Bánh nó giống như bánh dày, bánh dày, bánh dày chân tét. Giống bánh gà, giống bánh gà. Dày chân tét. Bánh chân mà thành ra bánh gà thì cũng ghê chứ. À, bánh gai khổng lồ. Có cần gì cầm không? Mình rửa cho nó hết cái nhớt của cái bánh. Ở đây nó khí hậu nó khác, khí hậu kia. Hết cái nhớt để nó bánh nó giữ lâu được, nó không có bị thiêu, nó hư cái bánh. Còn khí hậu ở vùng lạnh thì vậy thì không có rửa, nó vẫn lạnh, nó vẫn mát mát thì nó không có nhanh. Bé ra con. Vậy Vinh. Câu cá thiệt luôn á chứ. Không có đèn pin mà. Nè ở đây gói khuôn nè. Cái bánh nhỏ gói khuôn. Khuôn của con tèo. Đẹp hơn chứ là còn em cột lạc á, xấu xấu. Không mà ảnh cột ảnh cột đục đục dạng đục đục này là của em nè. Cột lạc đục đục. Nhỏ đen á.
tới 1 giờ nó nghỉ, không đợi tới 11 rưỡi hả? À quên còn ép nữa. Mấy này chưa ngủ nữa. Vinh Thi về. Trời giờ này con lang thang hả con? Đi lang thang đi, đi đâu đi chơi 2 năm luôn đi nha con. Sau giao thừa về là 2 năm nha con. Bánh tét là chỉ có chị Bình thôi chứ ai gói đâu. Có mình tôi độc quyền bánh tét.